Mới đây tại Lập Thủy, Quảng Bình, một bé trai bơi giữa dòng nước lũ để tiến tới thuyền cứu trợ nhận đồ từ thiện. Ngay sau đó, một chiến sĩ bộ đội đã quyết định nhảy xuống nước, bế cậu bé lên rồi giúp cầm hàng cứu trợ. Chứng kiến cậu bé vật lộn giữa dòng nước ngập tới quá đầu, nhiều người trên thuyền chở hàng cứu trợ tỏ ra sốt ruột, xót xa nói lớn: "Ôi, thế này thì làm sao bê được phà hỏa con, không còn cái áo phao nào khác sao, làm thế nào bế được đây?" Ngay sau đó, một chiến sĩ bộ đội đã quyết định nhảy xuống nước, bế cậu bé lên, rồi sau đó giúp cậu bé cầm hàng cứu trợ. Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi xúc động và liên tục chia sẻ lên mạng xã hội. Những ngày này, người dân miền Trung đang phải ẩn mình khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử. Thời điểm này, nước lũ đã bắt đầu rút chậm, người dân cũng đã quay trở lại nhà để bắt đầu ổn định cuộc sống. Thế nhưng những khó khăn phía trước là điều không thể tránh khỏi. Nhiều nhà bị ngập quá nóc, đồ đạc hư hỏng nặng. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, người dân cả nước đang một lòng hướng về miền Trung ruột thịt bằng những hành động thiết thực.